Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Home Mobile. Sau cái video về iPhone 7 và iPhone 7 Plus hàng đầu bảo hành thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đôi nữa, đó chính là iPhone 6S và iPhone 6S Plus, cũng là hàng đầu bảo hành luôn. Đây thì là máy mới 100% chưa active mà lại có một cái mức giá rất là hạt rẻ cho anh em. Và trong video này mình sẽ nêu ra cho anh em một số các cái điểm cần lưu ý khi mà lựa chọn các cái sản phẩm iPhone hàng đầu bảo hành cũng như thế là cái bộ đôi này luôn. Nào bây giờ thì cùng tìm hiểu với mình nhé. Đối với iPhone 6S và 6S Plus, nếu chúng ta mua cái phiên bản 16GB thì khá là hạn chế về cái không gian lưu trữ. Nhưng mà nếu mua bản 64GB thì nó có giá chênh nhau khá là nhiều. Vì vậy cái phiên bản 32GB được Apple sau này cho ra mắt thì là một cái sự lựa chọn mà mình thấy là rất là hợp lý đối với chúng ta. Những cái sản phẩm mà mình đang có trên tay đây, bao gồm cả 6S và 6S Plus thì đều là bản 32GB và là hàng chính hãng tại Apple Việt Nam luôn. Nói về mức giá thì chiếc iPhone 6S bản 32GB ở bên tay phải của mình đây thì có mức giá khoảng 8,5 triệu. Còn đối với chiếc 6S Plus bên tay trái của mình thì nó có giá khoảng gần 11 triệu. So với các cái sản phẩm cũ hoặc các cái sản phẩm sách tay trên thị trường thì hai cái sản phẩm này thì nó cao hơn khoảng 1 triệu thôi. Vậy thì phải bỏ ra khoảng hơn 1 triệu thì các bạn sẽ nhận được thêm những gì từ cái sự lựa chọn iPhone 6S và iPhone 6S Plus hàng đầu bảo hành này? Và sẽ có hai cái lợi ích cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ nhận được. Thứ nhất đó chính là về cái chất lượng sản phẩm. Thay vì chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều các cái rủi ro khi mà mua hàng cũ thì rất là dễ gặp phải các cái hàng dựng hay là hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, thì đối với iPhone hàng đầu bảo hành thì chúng ta lại có một cái sự yên tâm tuyệt đối về cái vấn đề này, vì đây là những chiếc máy mới 100% chưa active trên hệ thống của Apple, cũng như cái sản phẩm thì sẽ có một cái hình thức mới hoàn toàn, hay là cái pin của các cái sản phẩm này thì cũng sẽ tốt tuyệt đối mà không bị chai đi một phần như thể là cái sản phẩm cũ. Thứ hai là về chế độ bảo hành. Nếu như chúng ta tìm mua các cái máy cũ thì phần đa chúng đều là hàng sách tay và chỉ được bảo hành tại chính cái nơi bán mà thôi, tức là cái tại cái cửa hàng bán cho các bạn đó. Thì những chiếc iPhone 6S và 6S Plus hàng đầu bảo hành này của mình thì lại là chính hãng tại Apple Việt Nam phân phối luôn. Vì thế nó được hưởng cái chế độ bảo hành 1 đổi 1 tại các cái trung tâm bảo hành chính hãng của Apple trên toàn quốc. Cái thời gian bảo hành của chúng thì sẽ không còn đủ 12 tháng nữa vì nó đã bị trôi bảo hành một phần rồi. Tùy thuộc vào mỗi cái sản phẩm mà thời gian bảo hành của chúng còn khoảng 10 tháng, 8 tháng, 6 tháng hay là cũng có thể là thấp hơn. Nhưng chí ít là cũng có khoảng 3 tháng 1 đổi 1 đối với chúng ta. Và có thêm chế độ bảo hành 6 tháng tại Home Mobile. Có một cái điểm mà các bạn cần lưu ý đó chính là các cái sản phẩm hàng đổi bảo hành thì nó là máy trần và không có hộp và phụ kiện đi kèm. Điều này thì cũng giống như hầu hết tất cả các cái sản phẩm cũ khi mà mua tại Home Mobile thì các bạn được tặng kèm một bộ cáp sạc tai nghe hàng cao cấp luôn, rất là đầy đủ. Trên đây là những thông tin về bộ đôi iPhone 6S và iPhone 6S Plus 32GB hàng đầu bảo hành chính hãng tại Apple Việt Nam. Một cái sản phẩm rất là đáng mua khi mà chất lượng đảm bảo tuyệt đối cũng như thể là chế độ bảo hành chính hãng cho chúng ta, trong khi có một mức giá rất là hợp lý. Nếu như bạn có ý định mua iPhone 6S hay là 6S Plus thì hãy chọn ngay những cái sản phẩm này. Và cái số lượng của những sản phẩm iPhone hàng đầu bảo hành này thì thật sự là không có nhiều, không phải lúc nào cũng có sẵn cho chúng ta, cho nên là các bạn hãy truy cập ngay vào website hungmobile.vn để đặt hàng cái sản phẩm này nhá. Home Mobile là đơn vị chuyên cung cấp các cái dòng iPhone hàng đầu bảo hành, có cả iPhone 7 và iPhone 7 Plus nữa. Hy vọng rằng sắp tới sẽ có iPhone 8 hay là iPhone X cho chúng ta. Anh em có đánh giá gì hay là có bất kỳ thắc mắc gì về cái bộ đôi này thì hãy comment xuống phía bên dưới nhá. Thấy video hay thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube Home Mobile. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.